Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với bản tin phân tích thị trường ngày 24 tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, sức mạnh của đồng đô la Mỹ tiếp tục tác động tiêu cực đến các tài sản rủi ro. Nhưng điều đó không ngăn cản Bitcoin và một số altcoin chọn lọc tổ chức một vài đợt phục hồi mạnh mẽ trong tuần này. Chỉ số S&P 500 đã giảm khoảng 5% trong tuần này, trong khi Nasdaq Composite giảm hơn 5,5%. Các nhà đầu tư lo ngại rằng các đợt tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra suy thoái kinh tế. Đường cong lợi suất giữa trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm được các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ để dự đoán suy thoái đã đảo ngược nhiều nhất kể từ năm 2000. Trong số tất cả các tình huống lộn xộn, thật đáng khích lệ khi thấy rằng Bitcoin BTC đã hoạt động tốt hơn cả hai chỉ số chính và đã giảm ít hơn 4% trong tuần. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy đáy của Bitcoin có thể sắp cận kề. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy lượng cung Bitcoin do những người nắm giữ dài hạn nắm giữ bị thua lỗ đạt khoảng 30%, thấp hơn từ 2% đến 5% so với mức trùng với mức đáy của Bitcoin vào tháng 3 năm 2020 và tháng 12 năm 2018. Số liệu này cho thấy rằng Bitcoin có thể có nhiều dư địa hơn để giảm trước khi nó chạm đáy. Hãy cùng nghiên cứu các biểu đồ của chỉ số S&P 500, chỉ số đô la Mỹ, DXY và các loại tiền điện tử chính để xác định xem liệu xu hướng có tiếp tục hay khả năng đảo chiều hay không. Cặp BTC USDT, người mua đã mua Bitcoin giảm xuống dưới 18.626 đô la nhưng việc không thể đẩy giá lên trên đường EMA 20 ngày 19.841 đô la cho thấy những con gấu không có tâm trạng để từ bỏ lợi thế của họ. Điều này làm tăng khả năng kiểm tra lại mức thấp quan trọng trong tháng 6 ở mức 17.622 đô la. Việc phá vỡ và đóng cửa dưới 17.622 đô la Mỹ có thể tạo ra sự hoảng loạn và cặp BTC USDT có thể giảm mạnh xuống mức hỗ trợ chính tiếp theo ở mức 14.500 đô la Mỹ. Trong khi các đường trung bình động xuống dốc cho thấy lợi thế đối với phe gấu, sự phân kỳ dương trên chỉ báo ASI cho thấy áp lực bán có thể đang giảm xuống. Quan điểm này có thể củng cố nếu phe bò thúc đẩy và duy trì giá trên đường EMA 20 ngày. Điều đó có thể đẩy giá về phía vùng kháng cự trên giữa SMA 50 ngày 21.200 và 22.799 đô la. Một động thái như vậy sẽ cho thấy rằng cặp tiền này có thể tiếp tục hình thành đáy trong phạm vi lớn giữa 17.622 đô la Mỹ và 25.211 đô la Mỹ trong thời gian dài hơn. Cặp ETH USDT, Ether ETH đã được giao dịch bên trong mô hình kênh giảm dần trong vài ngày qua. Trong một kênh, các nhà giao dịch thường mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự. Phe gấu đã cố gắng giảm giá xuống dưới kênh vào ngày 21 tháng 9 nhưng phe bò đã bảo vệ mức này thành công. Phe bò sẽ cố gắng đẩy giá đến đường EMA 20 ngày 1.467 đô la Mỹ. Nơi họ có thể phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ phe gấu. Nếu giá giảm so với mức hiện tại hoặc đường EMA 20 ngày, điều đó cho thấy tâm lý vẫn tiêu cực và các nhà giao dịch đang bán ra trên mọi đợt phục hồi nhỏ. Những con gấu sau đó sẽ lại cố gắng kéo giá xuống dưới kênh và thử thách mức hỗ trợ tâm lý ở mức 1.000 đô la. Ngược lại, nếu giá tăng trên đường EMA 20 ngày, cặp tiền có thể đạt đến đường kháng cự của kênh. Việc phá vỡ và đóng cửa trên kênh có thể cho thấy một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của KTV Channel. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình khi đưa ra quyết định. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật video mới.